Chào mừng anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Ngay lúc này tại showroom 98 Bành Văn Chân, phường 7, Tân Bình. Trước mắt anh em chính là số lượng lớn Organ Kidman K200 và piano điện Artesia Performer đã chuẩn bị hoàn tất, được khách hàng ưa chuộng tại Minh Phụng Music đi đến đại lý tại Hải Phòng. Và anh em hãy tham gia buổi đóng hàng cùng mình nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Đầu tiên, team sẽ chuẩn bị piano performer. Các cây đàn sẽ được cố định lại với nhau. Sau đó, hai bạn sẽ dùng ni lông bọc quanh đàn nhiều vòng tất cả các mặt để tránh hư hỏng khi vận chuyển hàng. Hãy đến với Organ Kidman K200 thôi nào. Cũng như piano performer, K200 sẽ lần lượt được anh em sắp xếp thẳng hàng với nhau để tiến hành đóng gói. Toàn bộ đàn được căng đều và bọc đủ các mặt với nhiều lớp ni lông, không chỉ tránh chảy xước thùng mà còn ẩm ướt do trời mưa. Các kiện Kidman K200 và Artesia Performer được đóng gói chỉnh chu, hình thức hì bố cùng chu đáo. Cẩn thận đúng không các bạn? Giờ là lúc team chuẩn bị phiếu bảo hành và thông tin giấy tờ khách hàng. Sau đó cố định toàn bộ đàn nhiều vòng băng keo xung quanh một cách hoàn chỉnh nhất. Mời anh em cùng chiêm ngưỡng toàn bộ các kiện đàn piano và organ sau khi bọc ni lông bảo vệ kỹ càng. Tổng số đàn đi chuyến này tất cả sẽ là 10 cây nha. Chia đều lần lượt Artesia Performer là 5 cây, rồi đến 5 cây Kidman K200. Performer là chiếc piano thuộc phân khúc tầm trung đến từ Mỹ, dành cho người chơi cơ bản đến chuyên nghiệp, sở hữu âm thanh 3D chất lượng cao mà còn cung cấp nhiều chức năng vô cùng hiện đại so với các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường. Và đây là đến Kidman K200 đã được mình chuẩn bị sẵn. Kidman K200 là cây organ với trang bị nhiều âm sắc đa dạng, sẽ đem đến bạn cảm giác tuyệt vời khi sử dụng trong những lúc luyện tập và thư giãn. Nếu anh em quan tâm về organ Kidman K200 và piano Artesia Performer, hãy lên kênh của tụi mình và nhập vào ô tìm kiếm để tham khảo nhé. Đơn vị vận chuyển đã đến rồi, nhân viên nhà xe đang tiến hành đo đạc toàn bộ thông số của các kiện hàng lên đường trong ngày hôm nay để tổng hợp thông tin cụ thể nhất trước khi xuất phát. Và tất cả 4 kiện hàng sẽ được bên mình mang lần lượt lên xe tải nhé các bạn. Thùng hàng đầu tiên trong tổng số 4 kiện hàng đang được nhân viên Minh Phụng từ từ mang ra phía ngoài đưa vào thùng tải. Thùng thứ hai được đưa ra xe. Kiện hàng khi lên xe sẽ được nhân viên điều chỉnh lại vị trí để tiện lợi cho những thùng hàng sau. Tiếp theo sẽ là kiện hàng thứ ba. Toàn bộ thùng hàng có khối lượng nhẹ, vì thế anh em mang hàng ra và chuyền nhau đưa lên xe rất dễ dàng. Và thùng hàng cuối cùng đã ở trong xe tải. Cửa thùng tải từ từ được đóng lại và chuyến xe bắt đầu lăn bánh mang những chiếc đàn đến với đại lý phục vụ khách hàng thân thiết. Vậy là buổi chuẩn bị piano Artesia Performer và organ Kidman K200 đến với đại lý tại Hải Phòng hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu đàn yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.